Nhường anh, nhường anh. Đấy là thủy trầm bác nhỉ? Ôi thủy trầm, đấy từ chỗ cầu máng lên trên, trên từ cầu máng cái bao kia là đồng cát. Sở Đồ Gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhá. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại gia đình anh gì anh quên tên với anh nhỉ? Anh là Lâm. Anh Lâm. Lâm Hằng. Tại khu 4 Thụy Liễu Cẩm Khê và đây trên xe đang tiến hành để bàn giao cho anh một bộ ghế nhá. Ok mọi người, thì lát tôi sẽ quay bộ ghế bàn giao cho anh. Không nào như Thụy Liễu đâu. Hiện tại đây là không gian là phòng khách nhà anh Lâm Hằng dễ nha. Chúng tôi vừa bàn giao xong bộ ghế đây. Thì rất là cảm ơn anh chị đã tin tưởng và ủng hộ cái sản phẩm cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám này. Đẹp không cún? Hả? Học lớp mấy rồi? Chú hỏi thôi. Cháu học lớp 5 tuổi của chú. Chạy đéo nước lấy vào không? Này nó đóng 1 tháng đấy em nhỉ? Vâng. Nhưng mà cái bộ này là làm lâu rồi, gỗ nó khô, co ngót rồi. Ừ. Mới đóng thì phải làm đấy. Như được bộ này là để lâu nó co ngót thế rồi. Gỗ đấy. Dù có đảm bảo đóng mới nhiều khi nó mới. Cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhá. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 17 tháng 11 năm 2020. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì nhà em vừa hoàn thiện xong một bộ ghế tần thủy hoàng. Đây trước mặt quý vị là hình ảnh bộ sản phẩm đây của một khách hàng ở tại xã Thụy Liễu, Cẩm Khê, Phú Thọ. Là gia đình nhà anh chị Lâm Hằng. Thì để trước khi bàn giao gia đình nhà anh chị, nhưng em có quay lại một cái video clip làm mặt kỷ niệm và cũng để giới thiệu luôn để cho mọi người. Thì trước mặt quý vị là hình ảnh tổng thể của bộ ghế đây. Bộ bàn ghế này là sử dụng chất liệu gỗ gõ đỏ quý vị nhé. Chất liệu gỗ gõ đỏ và kích thước là tay cột 12. Kích thước tay cột 12. Và để đi vào đường nét chi tiết hơn thì đây bộ bàn ghế này thì bao gồm có 6 món quý vị này. Một chiếc đoạn dài này, hai chiếc ghế ngắn này, một bàn này, một đôn kẹp đầu bàn và một đôn ngồi. Về đường nét chi tiết em có quay gần hơn một chút để cho quý vị có thể tham khảo. Đây là hình ảnh hai chiếc ghế nhỏ. Hai chiếc ghế nhỏ thì có chiều sâu là ghế là 70. Và toàn bộ phần ván là một phân. Đây, yếm là yếm liền. Yếm liền và đã hoàn thiện sơn BU của quý vị nhé. Đã hoàn thiện sơn BU bóng rồi. Đây, cực kỳ là bóng quý vị này. Cực kỳ là bóng và sờ là mát tay luôn. Hoàn thiện rất là kỹ. Đấy, gỗ nạp nó rất là đẹp. Đây quý vị này. Cái bộ ghế này là yếm liền này. Yếm là yếm liền. Đừng ngồi rất là chắc chắn. Đây, bộ gỗ đỏ này. Gỗ đỏ quý vị này. BU bóng cực kỳ là bóng luôn. Rất là kỹ. Hàng em hoàn thiện cực kỳ là kỹ. Cái chất liệu gỗ gõ đỏ này thì hiện tại khách hàng dùng rất là nhiều do là cái giá cả nó, thứ nhất là giá cả rất là hợp lý, cái thứ hai là cái chất gỗ là nó rất là bền, chất gỗ cứng, chắc nặng, không cong vênh hay là mối mọt, dùng rất là bền, rất là hợp lý. Đó, phần vách, bốn vách là đục tứ quý, tùng trúc cúc mai, đấy có hai chữ phú quý hai bên vách này. Hai chữ phú quý hai bên vách này. Toàn bộ những cái đường nét hoa văn này thì cũng được gọt rũa rất là sắc nét. Nó cái đầu tay và chiếc ghế dài bên trong này cũng như vậy. Mẫu ghế tần thủy hoàng này có lẽ em không cần giới thiệu nhiều vì em mà quay rất là nhiều clip rồi. Em có quay lại cái clip làm kỷ niệm thôi, lâu lâu thì giới thiệu lại một cái clip cho các bác xem. Đây, chiếc bàn này kích thước là 75 và 1,5 này. Đó, hai bên là 2000 kéo. Đó, tiếp theo là hình ảnh chiếc đây là chiếc đôn ngồi này. Tiếp theo là hình ảnh chiếc đoạn dài. Chiếc đoạn dài kích thước là 2,4. Kích thước 2,4. Rất là dài. Quý vị em quay tổng thể chiếc ghế dài cho quý vị xem này. Đó, ghế rất là đẹp. Dáng rất là đẹp, nhiều bệ vệ và chắc chắn. Ván mặt này là một tấm liền vân rất là đẹp. Đây, vân gỗ tuyệt vời luôn.
rất là dày dặn, dày dặn, cực kỳ là dày dặn và khỏe. Cột 12 sơn thì quý vị thấy được cái độ bóng của nước sơn quá là bóng luôn. Đây soi gương được, mặt bàn bóng soi gương được quý vị nhé, bàn bóng soi gương được. Đây rất là sắc nét, bóng soi gương được. Hoàn thiện tỉ mỉ từng chi tiết. Ok thì em đã đi một vòng cái đường nét chi tiết của cái này rồi. Còn quý vị nào có nhu cầu mà muốn sở hữu một bộ bàn ghế như của gia đình anh Lâm Hằng tại Thụy Liễu Cẩm Khê này thì có thể liên hệ trực tiếp tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Em có địa chỉ trên bàn đây, có số điện thoại là 0987 51086, website là đồ gỗ Tùng Tám .com, địa chỉ tại Văn Khúc Cẩm Khê Phú Thọ. Hiện tại thì chiếc xe đã xếp sẵn đây chuẩn bị bàn giao cho khách hàng rồi. Ok, xin chào mọi người nhé.